Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Như các bạn biết thì mình thường hay làm những video hướng dẫn cho các bạn cách kiếm tiền trên TikTok luôn các bạn. Thì so với Twitter của Elon Musk các bạn thì TikTok kiếm tiền nhiều hơn, dễ hơn rất nhiều so với lại Twitter các bạn. Ha. Cho nên là các bạn hãy tận dụng cơ hội này để các bạn kiếm tiền trên TikTok là rất ok các bạn. Mỗi một lần giới thiệu như vậy các bạn kiếm được 1 triệu 400 ngàn các bạn ha. Tuy nhiên là cái người được giới thiệu phải xem video mỗi mỗi ngày là 30 phút ha, và các bạn đăng ký vào các bạn cũng phải xem nha, chứ không phải các bạn không xem đâu. Tại vì sao? Tại vì nó cần tài khoản thật, cho nên các bạn phải nuôi cái tài khoản các bạn ha. Trong vòng 10 ngày các bạn sẽ được nhận 1 triệu 400 ngàn các bạn nha, và mình cũng được nhận và các bạn cũng được nhận nha. Cho nên là kiếm tiền trên TikTok rất là ok luôn, và hiện bây giờ rất rất ít người đi giới thiệu về TikTok. Bởi vì sao? Bởi vì TikTok nó lâu rồi các bạn ha, cho nên là người ta thường không có quan tâm. Chính vì vậy cho nên mình kiếm tiền mới rất là dễ các bạn ha. Bạn nào mà chưa đăng ký TikTok á thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video hoặc bình luận tiên các bạn đăng ký đi, và nhớ điền mã giới thiệu các bạn nha. Nếu không điền mã giới thiệu các bạn cũng không được nhận, và mình cũng không được nhận đâu ha. Lạ lùng như vậy đó. Rồi thì trong hôm nay mình làm video các bạn để hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn có thể nhận được điểm nhiều hơn trên TikTok để các bạn được hưởng tiền mỗi ngày các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi vào cái TikTok rồi các bạn. Đây, TikTok ha. Kiếm tiền dễ lắm các bạn, mà đặc biệt các bạn không tốn một đồng nào. Trong khi đó, để mà kiếm tiền được trên Twitter các bạn phải tốn là cái gì? Và bạn phải có 500 follow trên tài khoản các bạn, cộng với lại là 5 triệu lượt xem trong vòng 3 tháng, cộng với lại là bạn phải có tích xanh ở trên Twitter đúng không? Mà tích xanh các bạn muốn có, các bạn phải bỏ 8 đô một tháng để mua, tương đương khoảng 256 ngàn. Cao hay thấp, tự nhiên chưa kiếm được tiền mà các bạn đã mất 8 đô rồi đúng không, để có được tích xanh. Tháng sau các bạn không mua nữa thì mất tích xanh, được chưa? Đó, cho nên là việc kiếm tiền trên X á, khó hơn các bạn. Các bạn không dễ dàng ăn tiền của Elon Musk đâu, chẳng qua là người ta chạy đua theo thôi. Thì đương nhiên nói như vậy thì không, nếu các bạn giỏi kiếm tiền trên X thì vẫn ok các bạn, nhưng mà trong đó thì 100 1000 người thì kiếm được bao nhiêu người? Ít lắm ha. Nhưng mà TikTok thì các bạn có thể nha, một người 10 người các bạn có thể kiếm được hết. Rồi bây giờ khi mà các bạn đi vào trên TikTok á, các bạn sẽ thấy nè, nó có một cái chữ B thế này nè, và nó có cái phần nhảy nhảy như thế này nè, đó chính là kiếm tiền mỗi ngày trên TikTok các bạn. Rất là ok nha, vẫn nhận được tiền các bạn nha. Bây giờ chúng ta hãy kích vào chữ B này ha, kích vào chữ B đi, để chúng ta đi vào cái phần mà nhiệm vụ chúng ta làm mỗi ngày để chúng ta nhận phần thưởng các bạn nha. Rồi các bạn để ý nè, ở đây mình kiếm được 34 triệu 500 ngàn các bạn, tương đương với 3 triệu 450 ngàn các bạn ha, tuyệt vời chưa? Đó là cái phần thưởng mà mình kiếm một hai ngày nay ha, rất là ngon. Trong khi đó Twitter hiện bây giờ mình có 221 lượt đăng ký các bạn, chưa đủ bao năm trong follow nữa, gần cả tuần 2 tuần nay rồi chưa kiếm tiền được. Trong khi đó có 3-4 ngày mình kiếm được 3-4 triệu từ cái TikTok này, rất là ngon đúng không? Rồi thì trên TikTok này nó có hai nhiệm vụ các bạn, một đó là nhiệm vụ hàng ngày ha để nhận tiền, và hai nữa là chính là chương trình giới thiệu để nhận tiền. Thì cái một trong hai nhiệm vụ này các bạn nên làm để mà nhận được tiền từ TikTok ha. Thì nhiệm vụ đầu tiên là kiếm điểm mỗi ngày, thì các bạn thấy đây có 3 cái nhiệm vụ nè. Xem video hàng ngày thì các bạn sẽ được nhận là 12.300 điểm nha. Thì các bạn xem đến mức nào thì tính nước đó các bạn, ví dụ là 3.300 điểm, 4.800 điểm ha, hoặc là 7.800 điểm, hoặc là 12.300 điểm. Mỗi ngày nó cho các bạn maximum là như vậy. Và check-in mỗi ngày, check-in mỗi ngày này các bạn chỉ cần xem, các bạn mỗi sáng các bạn bật lên, các bạn vô cái nút này, các bạn bấm vô cái nút này này là ok ha. Và duyệt TikTok thì các bạn bấm vô cái chữ này xem cái là nó duyệt cho các bạn, xong các bạn bấm vô cái ra tích thế này là ok, nhận được tiền ha. Và nó tiền này nó cộng ở đây nè các bạn, đây nè, 3.380 đồng nè. Thì các bạn thấy là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trong vòng 14 ngày sẽ nhận được 57.000 đồng. Thì 57.000 đồng đối với những bạn nào mà xem hàng ngày ha, các bạn không đi giới thiệu tiền rep á, thì các bạn kiếm ít các bạn. Nhưng mà vấn đề trong TikTok này á, để mà kiếm được tiền được nhiều á, đó chính là nhiệm vụ hai các bạn, đó chính là đi giới thiệu ha. Đây, mời bạn bè nhận tới 1 triệu 400 ngàn đồng cho mỗi người các bạn nha. Mà TikTok này đặc biệt không có KYC các bạn, cho nên là việc kiếm tiền trên TikTok này rất dễ nha. Rồi thì đây là mã giới thiệu của mình em, mã giới thiệu của mình sẽ để trong mô tả video hoặc bình luận tiên các bạn nha. Và có video hướng dẫn các bạn cách đăng ký luôn. Khi mà các bạn đăng ký vào, các bạn nhớ điền mã giới thiệu thì các bạn mới được nhận tiền, và mình cũng được nhận tiền nha, cả hai được nhận tiền các bạn nha. Chúng ta xem nè, cách nhận 14 triệu, 14 triệu này cho 10 người các bạn nha. Một, bạn của bạn đăng nhập vào TikTok và nhận nhập mã mời do bạn gửi, nhận được 150 ngàn, được chưa?
Rồi, hai, nhiệm vụ thứ hai là họ xem video 30 phút một ngày. Ha. Họ xem video phải 30 phút một ngày và các bạn cũng xem nha. Rồi, ở đây chúng ta thấy nè, nếu như các bạn đăng ký vô một cái ha, các bạn xác minh số điện thoại, xác minh số email thì các bạn mình sẽ được nhận và bạn cũng được nhận ha. Và sau đó các bạn xem 30 ngày, xin lỗi 3 ngày, xem TikTok 30 phút mỗi ngày thì các bạn cũng được nhận và mình cũng được nhận ha. Đó thì nó có mức nè, 3 ngày, 6 ngày và 10 ngày, thì đến 10 ngày để các bạn nhận đủ 1.400.000. Ngon không? Thì cái cách đăng ký rất đơn giản, các bạn chỉ cần đăng ký qua mình và các bạn xem 30 phút, sau đó các bạn lấy tài khoản người nhà của các bạn, ví dụ là anh em, chị em gì của bạn đó, đăng ký vào, ba mẹ của các bạn, bà nội, ông nội, vân vân. Các bạn đăng ký vô cái tài khoản của các bạn, đăng ký giới, nhưng mà các bạn phải lưu ý nè. TikTok, tài khoản nào mà điện thoại nào mà chưa từng cài TikTok, số điện thoại nào chưa từng đăng ký TikTok và email nào chưa từng đăng ký TikTok thì mới được các bạn nha. Và các bạn phải lưu ý, ví dụ như là các bạn có 5 người đi, ví dụ như có bạn bè nè, anh em chị em nè, và người yêu nè, người yêu 1, người yêu 2 nè, bồ nè, vân vân, và kẻ thù nè, vân vân, đúng không, hàng xóm nè, bà con nè, vân vân, thì các bạn đăng ký với bạn á, thì tài khoản đó, điện thoại đó chưa từng đăng ký TikTok bao giờ. Và cái thứ hai nữa là các bạn nhớ đừng có sử dụng cùng một mạng, cùng một wifi hoặc là 3G, đừng có cùng mạng khác mà khác thời điểm. Các bạn đừng có lấy 5 cái điện thoại các bạn đăng ký vô tài khoản của bạn hàng loạt cùng một giờ là không được các bạn, không tốt nha. Bởi vì sao? Bởi vì nếu nó quét á, mà nó biết các bạn giới thiệu kiểu đó là có nghĩa là giống như spam các bạn, thì nó cho là robot, thì nó hạn chế cái tài khoản nha. Không biết là nó hạn chế tài khoản nào, một là hạn chế tài khoản của các bạn, hai là hạn chế cái tài khoản mà của người nhà các bạn á, được chưa? Cho nên là các bạn phải hiểu điều này. Và có cái trường hợp các bạn đăng ký vào, các bạn đăng ký với mình, ok rồi, sau đó các bạn lấy cái tài khoản người nhà các bạn đăng ký vô cái tài khoản của các bạn, nhưng mà cái TikTok mà các bạn chính của bạn đó thì lại không xem 30 phút mỗi ngày thì sao được? Vậy tài khoản giả à? Đối với TikTok là các bạn phải nuôi tài khoản mỗi ngày các bạn nhé, nuôi bằng cách là xem TikTok mỗi ngày, một ngày 30 phút phải xem video của nó trong vòng 30 phút mỗi ngày nha. Các bạn phải nuôi nha, không nuôi là nó cho tài khoản ảo, là hạn chế là không nhận được tiền, đáng chịu á. Đó mà nói rõ ràng như vậy nha các bạn nhé. Rồi, thì khi mà các bạn nếu mà các bạn giới thiệu bên ngoài á, sao mạng xã hội hoặc là bạn bè, các bạn có thể nhắc nhở họ ha, bằng cách ví dụ nha, mình bấm vào xem chi tiết các bạn. Thì nó sẽ ra danh sách của những người mà đăng ký với tài khoản các bạn ha, và các bạn phải nhắc nhở họ bằng cách là bấm vô đây. Đó, ví dụ như rất là nhiều nè, mình sẽ nhắc nhở họ bằng cách là bấm vô đây. Đó, thì nó sẽ rồi bấm vô khác ha các bạn nha. Đó. Mà mình nghĩ là nếu như các bạn sử dụng tài khoản người nhà các bạn vô đây bấm một cái đi, sau đó các bạn xem video là hay hơn ha, có sự tương tác như vậy thì nó hay hơn các bạn. Còn các bạn tự xem mà sự xem cùng một lúc nữa chứ, lấy 5 cái điện thoại xem cùng một lúc là không tốt các bạn nhé. Nó sẽ hạn chế và các bạn không được nhận được tiền đâu. Đó, các bạn nhận nghĩ sao? 1.400.000 đồng cho một người mà các bạn nghĩ đơn giản sao mà nó cho các bạn dễ dàng được. Cho nên là các bạn phải lách chứ. Lách khôn các bạn chứ. Ha, lách khôn chứ. Đó, bạn nào đăng ký rồi mà các bạn chưa được nhận được tiền đó, các bạn phải vô đây các bạn xem video nha. Các bạn phải xem video trên cái TikTok của các bạn á, mà xem nhiều vô. Lướt nhiều vô trong vòng 30 phút một ngày nha. Thì mới may ra có cơ hội được nhận tiền chứ. Xem mà đăng ký xong bước đó thì nó cho là tài khoản bot thì làm sao mà các bạn được nhận tiền. Được chưa? Đó. Thấy không? Mình phải nhắc nhở mọi người để mình có được nhận và các bạn được nhận chứ. Đó là win-win mà, cả hai cùng thắng mà. Ha. Rồi, bây giờ chúng ta trở ra nha. Rồi thì cái mã giới thiệu khi mà các bạn đăng ký vào, các bạn nhớ xem video kỹ nha, nó dưới cái dòng chữ đỏ nè, nó sẽ có cái chỗ này nè. Và số điện mã giới thiệu các bạn phải điền vô và các bạn mới được nhận, mình cũng được nhận nha. Không điền là thua luôn. Còn nếu như các bạn mà đăng ký vô các bạn thấy mà chỗ này không có gì hết á, có nghĩa là cái điện thoại đó đã từng đăng ký TikTok rồi. Ha, hoặc là đã sử dụng TikTok gì đó, hoặc là số điện thoại gì đó nó đã sử dụng rồi, cho nên là không có cái chỗ đó các bạn nha. Không có chỗ đó nha. Nên là các bạn lưu ý điều này cho mình nha. Rồi, bây giờ á các bạn nè, khi mà TikTok á mà các bạn xem video á, các bạn xem một video á thì nó chạy điểm lên đúng không? Cái điểm này nè, nó chạy lên, nhưng các bạn không lướt qua video đó nó sẽ không chạy nữa nha. Nó chạy một vòng nó ngưng, nó không chạy nữa, cho nên các bạn phải lướt qua video khác để các bạn chạy ha. Như vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn chạy điểm tự động luôn mà các bạn không cần phải đụng với nó cũng chạy nữa. Hoặc là các bạn xem video 30 phút mỗi ngày, các bạn không xem cũng được, các bạn để cho nó chạy tự động được ha.
mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nè. Bây giờ mình sẽ quay lại cái ban đầu nha. Tạm thời mình ngưng rồi mình quay lại mình sẽ chỉ cho các bạn nè. Rồi, tiếp theo các bạn, khi mà các bạn bật lên, các bạn cho nó chạy tự động nè, cái này nè. Đó, các bạn thấy cái dòng dòng vàng vàng bên ngoài cùng không? Đó, cái dòng nhỏ nhỏ nè. Nếu như các bạn mà không lướt video nó không chạy đâu. Vậy thì làm thế nào để chúng ta không có rảnh mà chúng ta vẫn có thể kiếm điểm được? Thì các bạn lấy cái tay các bạn đè vô cái màn hình của các bạn, đè vô luôn. Dè vô đến khi nào mà nó hiện ra cái này nè. Được chưa? Thì cái này nó rất là ok các bạn ha. Thì các bạn chơi cái nút này nè cho mình nè. Cuộn tự động nè. Rồi, các bạn kích vô một phát thì tự động cái video nó xem hết cái video đó, nó sẽ nhảy vào cái video khác và tiếp tục này nó cộng điểm cho các bạn đến khi nó hết thì thôi. Hết 12.300 điểm thì thôi. Được chưa? Nó không cần xem nếu như các bạn bận. Còn nếu mà các bạn không bận các bạn có thể lướt, các bạn xem về tin tức thời sự chính trị ha, về Nga Ukraine gì vân vân, cái nào cũng có hết. Nó rất là hay các bạn. Và những cái video này là những video mà họ hay nhất họ đem lên. Bởi vì sao? Bởi vì nó có mấy giây thôi, mấy phút thôi. Cho nên là họ cần phải những gì hay nhất họ đăng lên, cho nên các bạn xem nó hữu ích cho các bạn nha. Đó thì đó là một trong những cái cách để mà các bạn có thể mà chơi cái chiêu này để mà kiếm điểm ha và kiếm tiền. Rồi, thì các bạn đăng ký vào tài khoản mới, đăng ký vào thì nhớ nuôi tài khoản bằng cách là xác minh email, số điện thoại ha, điền mã giới thiệu. Sau đó thì chúng ta xem video mỗi ngày để nuôi tài khoản TikTok này. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhiều cách để kiếm tiền trên TikTok đâu các bạn, chứ không có riêng về cái này đâu ha. Hiện bây giờ là chỉ đăng ký đã. Chúng ta làm, chúng ta giới thiệu nhiều người đi, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để kiếm tiền trên TikTok là nhiều hơn nữa, chứ không có riêng trường hợp giới thiệu thôi đâu. Nó còn nhiều trường hợp đó các bạn. TikTok này người ta kiếm tiền rất là nhiều đó. Rồi ha. Và các bạn lấy cái tài khoản người nhà, xin lỗi, lấy cái điện thoại người nhà, các bạn đăng ký với các bạn ha, điền mã giới thiệu các bạn vào và sử dụng khác wifi nha. Nhớ là khoát khác wifi và khác cái 3G, 4G gì đó. Nói chung là các bạn cố gắng sử dụng khác nhau. Sau đó đăng ký vào và các tài khoản người nhà đó cũng xem 30 phút mỗi ngày ha, và cách biệt ra. À, ví dụ một cái xem buổi chiều, một cái xem buổi sáng, một cái xem buổi tối. Và cái tài khoản chính của các bạn cũng phải xem 30 phút nha. Cái ba cái tài khoản kia cùng wifi, sử dụng cùng wifi với tài khoản chính mà tài khoản chính không xem. Có nghĩa là gì? Tài khoản chính là bot à? Người máy à? Cho nên là các bạn phải hiểu điều này nha. Lưu ý, có nhiều bạn dính rồi đó. Cho nên là mình nói các bạn nha, bởi vì sao? Nó chơi một câu thôi, tài khoản bị hạn chế xong, các bạn mất công không tính được tiền. Cho nên là các bạn phải lưu ý, các bạn nhận 1.400.000 của người ta không dễ đâu các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đi qua cái mục gọi là cái mục rút tiền các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi vào chữ B lại nha. Mình đi vào cái mục cái chữ B lại, mình cho các bạn xem là ha. Tiền nó rất là dễ kiếm các bạn, nó dễ kiếm hơn rất nhiều so với Twitter nha. Ở đây mình có 34,5 triệu điểm các bạn, tương đương 3.450.000, các bạn thấy ngon không? Trong vòng 3-4 ngày thôi. Trong khi đó Twitter đâu có dễ đâu. Twitter này mấy tuần lễ là chưa ok gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào rút tiền nè. Để xem mà các bạn thấy nè, kiếm gần 1.000 đô ở trên TikTok mà trong khi đó Twitter thì chưa ăn nhầm gì hết ha. Còn phải nuôi tiền đấy. Mua tích xanh là phải nuôi đó. Đây, mình đã rút 14.473.380 đồng các bạn ha. Nè, đây nè. Được chưa? Ngon chưa? Đó, thì TikTok nó sẽ có 4 cái hạng mục rút tiền các bạn. Ha. Là 10.000 đồng, 100.000 đồng, 500.000 đồng và cái số tiền này là hàng ngày ha. Đó. Thì bây giờ hôm nay là ngày chủ nhật ha, không biết là nó có cho rút tiền hay không. Tuy nhiên nếu mà nó cho rút tiền thì vòng 5 đến 10 giây là tiền nó về liền các bạn ha. Bây giờ mình sẽ thử rút 100.000 xem ha. 100.000 đồng ha. Xem là nó có về tài khoản hay các bạn sẽ xem là trên điện thoại này nó nếu mà nó nhảy ra cái tin nhắn thì chắc chắn sẽ có ha. Bây giờ mình sẽ rút nha. Còn các bạn nào mà chưa có rút tiền bao giờ thì các bạn sẽ có cái mục là thêm cái tài khoản ở đây. Được chưa? Thì các bạn sẽ bấm vào thêm. Thì các bạn thêm là gì? Số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản ngân hàng và ngân hàng. Ba cái này các bạn thêm vô xong, thêm chính xác các bạn nha. Và các bạn phải biết được là cái số ở trên cái thẻ nó khác với lại cái số ngân hàng, tài khoản ngân hàng các bạn nha. Các bạn phân biệt điều này ha. Mình nói sơ để các bạn lưu ý thôi. Thì các bạn thêm vào. Thì ở đây mình thêm rồi các bạn, cho nên là mình không có mục này ha. Bây giờ mình sẽ chọn cái mục là rút 10.000 xem nó về hay không. Rồi sau đó bấm rút tiền nha. Mỗi ngày rút được một lần các bạn, dù hạn mức là bao nhiêu. Được chưa? Mỗi ngày rút được một lần thôi ha. Rồi thì nó sẽ tiếp tục, nó hiện ra các bạn là xác nhận rút tiền, thời gian xử lý là 3-5 ngày làm việc, tài khoản rút tiền là chuyển khoản ngân hàng, rồi số tiền rút là 10.000, xem là nó có về hay không các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào xác nhận rút tiền các bạn để xem mà nó có về hay không. Thường là chủ nhật cho nên là mình không có rút thường chủ nhật cho nên không biết.
Rồi đang chờ xử lý, vui lòng chờ ha, rồi bấm quay lại các bạn. Rồi bấm quay lại. Rồi thì các bạn sẽ thấy nó trừ 10.000, còn lại là 3.443.000 ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem mình điểm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À có thể là ngày hôm nay chủ nhật các bạn, có thể là tiền nó không về hôm nay thì ngày mai nó sẽ về ha, hoặc là nó trễ gì đó. Nói chung là chắc chắn mình làm nhiều video khác các bạn biết rồi, là trong vòng 5 đến 10 giây là tiền nó về các bạn ha. Cho nên là bởi vì sao mình không dám rút nhiều, mình rút có 10 ngày đó cho các bạn xem đó. Rút tiền rất là ok nha. Thì chắc có lẽ là ngày mai nó sẽ về các bạn ha. Và các bạn phải đọc là để rút tiền thì các bạn phải có số dư tối thiểu là 10.000 đồng các bạn nha. Rồi thì nó đơn giản như vậy thôi ha. Các bạn tranh thủ cái kèo này. Kèo này ít có ai đi giới thiệu, cho nên các bạn giới thiệu là dính. Các bạn lấy cái link của các bạn đi rải đầy trên Facebook hoặc là Twitter các bạn đó. Các bạn đăng ký Twitter đầy đó mà ha. Nhiều bạn đã chạy lên Twitter, các bạn giới thiệu trên đó đi, các bạn kiếm tiền được mà ha. Thì chúng ta lụm cái này trước, sau đó thì Twitter nuôi sau. Vậy ha các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nhớ ủng hộ mình cách sử dụng cái mã giới thiệu ha các bạn nha. Mã giới thiệu của mình ở trong mô tả video một lần đầu tiên, trong đó có video hướng dẫn các bạn cách đăng ký rất là chi tiết. Các bạn xem và làm theo một cách cẩn thận các bạn nha, để mình có một tài khoản Twitter tốt. Sau này biết đâu Twitter nó lại chuyển sang giống như web 3.0, các bạn lướt là có tiền sao. Bây giờ nó thử nghiệm đó, chương trình mà xem có điểm đó ha. Tại vì sau này những cái web 2.0 hay là những chương trình mà giống như web 2.0 nó không có sống được đâu các bạn, phải là web 3.0 lướt rồi trả tiền. Cho nên là các bạn cố gắng nuôi cái tài khoản các bạn thật tốt nha. Đừng có chỉ gì cái mục đích là ban đầu là kiếm tiền bây giờ thôi, mà hãy nuôi đó các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.